Hải đang phát xin chào bạn. Sau đây Hải đang xin hướng dẫn các bạn là cách sử dụng cần và máy câu. Thì trước tiên hướng dẫn các bạn nhé, sử dụng máy trước. Máy dòng thông dụng nhất trên thị trường là dòng Epic. Thì trước tiên các bạn đây là chốt hãm. Chốt hãm thì hãm có tác dụng gì? Tác dụng chống quay ngược lại khi các bạn gặp các bạn gặp được cá. Các bạn quay nhé. Đây là đang ở chế độ hãm, dừng lại bạn quay ngược thì không quay được nhé. Mở ra nó sẽ quay đảo chiều được. Quay được cả hai chiều. Đấy, đây là hãm chỉ quay một chiều, đây là chốt hãm. Thường thường là chốt này là để chế độ đóng, ít khi để chế độ mở, nên là đa số là để chế độ hãm chống quay ngược lại. Đấy, là cái chức năng của cái chốt này. Tiếp đến là lô. Lô cước, đây là lô của cước. Thì cái lô này có tác dụng không? Đây là mình chế cái này mình chụp vào thôi, còn ở thường thường ở lô này cũng có cái dắt. Câu về bạn dắt ở đây, dắt ở chỗ này. Hải Đăng thì không dùng cái chức năng này mấy, vì dắt vào đây nhiều nó cứ cong cước hoặc nó sờn cước, dắt đi dắt lại nhiều nó sẽ bị sờn cước, nên là không dùng. Chế cái miếng dính của đội may đây, dán vào đây thôi. Còn đây là chế độ xả cước này, chế độ xả cước thì lúc nào các bạn câu ấy, thường thường để chế độ mở, đừng đóng chặt quá. Mình sẽ lắp vào máy để lắp vào cần để hướng dẫn các bạn luôn. Hướng dẫn các bạn cho dễ. Nói máy không thì cũng khó. Bạn lắp vào đây. Đây là bát, có hai loại bát. Loại bát, loại bát xoắn dê, cần thì hai loại bát, xoắn dê và bát gà. Bát gà, bát xoắn dê, hai loại bát chính. Thông dụng cho người dùng thì bát gà thì bạn lắp chân máy ở đây, bạn giữ tay này đẩy lên, các bạn đẩy khóa lên là gài vào nó chết. Còn bắt xoáy rên lên, bạn tháo lên là lắp vào bát xoáy rên, cứ xoáy này. Loại bát thông dụng thì các bạn vòng cước này, đấy, các bạn dắt vào trên này thì nó đỡ sổ cước. Bạn nới này ra hết cỡ đi, nới ra, nới ra hết cỡ. Nới ra hết cỡ, bạn kéo này. Đây đang bị vướng chất cắm, kéo kéo luôn qua các khuyên. Các khuyên cần các bạn để chế độ nới, các bạn kéo cước thoải mái.
Vâng, có cước. Các bạn về phần máy đây, thì các bạn lúc nào bạn ăn câu nhé, bạn câu các bạn vặn vừa thôi, đừng vặn chết, đừng vặn chết cái lô này, vì lô này có tác dụng xả cước mà. Đấy, các bạn câu bạn vặn vừa tầm, kéo được kéo tầm khoảng tầm khoảng 2 cân, thì các bạn lúc nào câu các bạn cầm cước câu lưỡi đơn thì các bạn cầm cước như này. Lúc không phải lúc nào cũng cầm, các bạn nhìn thấy phao nó hơi gì nháy nháy, nháy các bạn cầm cước, bạn giật lúc nào cá lôi lôi phao sâu quá các bạn giật thì rồi cá nó giật đau hoặc là nó sợ nó chạy thì các bạn đã nhả tay rồi, thì cá nó đau nó sẽ lôi đấy, nó chạy thì các bạn nó sẽ xả cước ra như này. Đấy, nó xả cước cứ thế lôi lôi, cảm thấy lúc nào nó các bạn cảm thấy lúc nào dừng nó yếu rồi, nó mệt mệt rồi, các bạn vặn chặt này vào, các bạn lấy lại cước. Đấy, xong các bạn thấy nó gắt quá, nó vì gắt các bạn hơi nới, đừng nới mạnh, đừng nới nhiều, nó lại nhả cước ra đấy, nó lại lôi. Đấy, xong cứ thế con cá nó lại đuối đuối sức rồi, các bạn lại lại đóng và khóa và vặn chặt vào một tí tơi vào, các bạn nó lại đòi cước thì các bạn lại nhả đấy, các bạn nhả đấy, nó lại lấy cước. Thì cứ cứ thế các bạn dòng còn bao giờ con cá đuối thì các bạn vớt. Thì đấy là cách dòng và cái xả cước ở cái máy gọi là không có chế độ xả cước nhanh. Thì máy này lúc nào các bạn đấy là về lô, còn ví dụ các bạn muốn quăng quăng mồi đi xa này, có nhiều kiểu quăng, một là vụt qua đầu, hai là quăng từ trong lòng quăng ra, ba là quăng ngang sang hai bên. Thì quăng kiểu gì thì các bạn cũng phải gạt cái cần này ra. Đấy, muốn quăng kiểu thuận theo các bạn, bạn thuận theo chiều nào, thuận theo cách quăng nào dễ cho các bạn thì các bạn tránh trường hợp sổ cước. Thì trước khi các vào cước thì các bạn cũng vào vừa phải, đừng nên vào đầy quá thì nó không bị sổ cước. Để lại tầm khoảng 5 đến 6 ly hoặc là đến 10 ly thì cũng được, một phân gì đấy tùy từng loại cối, cối nông sâu. Thì các bạn cứ ấn chừng vừa vừa thì nó đỡ sổ, các bạn quấn quấn nhiều quá nó dễ bị sổ cước. Với những cái bạn nào mới sử dụng máy thì nó rất dễ bị sổ vì các bạn quấn nhiều cao nhiều cước quá, bạn cấm vừa phải thôi thì nó lại. Với lại các bạn chọn cước mới câu thì các bạn chọn cước cũng vừa tầm trung thôi, đừng chọn to quá, chọn to quá nó sẽ cũng cứng, cũng là một nguyên nhân để sổ cước các bạn mới câu. Đây là các bạn ví dụ các bạn mới câu thì các bạn trước khi bật cái này thì các bạn phải móc cước rồi, bạn hãm trước cước trước như này, móc bằng tay này. Đấy, móc bằng tay này, các bạn phải gạt cần này ra thì cước không bao giờ sổ được. Đấy, vì cước bạn đã ghim ở trong này rồi, nếu mà các bạn mà gạt cần này trước bạn dò ra mà cước nó cứng thì nó sẽ bị sổ cước ra. Đấy, các bạn sẽ bị rất mất nhiều thời gian để chỉnh chọt lại để cho chuẩn. Đấy, các bạn cứ móc vào đây trước, móc vào tay trước, ngón trỏ trước, các bạn gạt cần này ra thì các bạn vẩy cần này, vụt cần qua đầu này, hất từ trong hất ra, thì đây gọi là hất từ trong lòng hất ra, gật như này thì vụt qua đầu thì các bạn hất này, các bạn
nó hất đến tầm lực cả mới các bạn nhả tay được, thì bạn nhả tay thì cước nó tự sẽ tự ra. Xong bạn từ là móc tay là nhả này thì không bao giờ bị sổ cước được bạn đấy, móc tung trong lòng tung ra đấy, hoặc là vụt qua đầu thì các bạn đấy. Còn các bạn lúc câu xong hoặc là các bạn thuận tay trái tay phải thì các bạn có thể đảo tay đấy, đảo tay thì đảo tay đây các bạn đây ở bên này nó có ốc, mình thuận tay hay quay bằng tay trái đấy, quay tay trái thì ví dụ các bạn quay tay phải chẳng hạn thì các bạn tháo cái ốc này, bạn ngược chiều kim đồng hồ, bạn ngược chiều kim đồng hồ nhé, ngược lại ngược chiều, bạn rút rút tay dưới ra, tay dưới nó sẽ ra. Các bạn lưu ý thì có dòng máy sẽ có một cái long đen nhựa ở đây, dòng máy FX này thì không có cái long đen nhựa, thì long đen nhựa nó sẽ bịt bịt cái lỗ này đi bạn này, nó sẽ bịt cái lỗ này đi, thì các bạn gảy cái long đen nhựa đấy ra đấy, các bạn mới đút được tay quay. Nó bạn bảo do tháo ra mà không đút được tay tay vào nó còn cái long đen nhựa này, các bạn lưu ý vậy, các bạn gảy ra cái là các bạn đút được vào luôn, gảy ra thì các bạn đút được vào như này, xong các bạn lại vặn các bạn bạn xuôi theo chiều kim đồng hồ, vừa tháo mở ra thì các bạn bạn ngược, rồi bạn vào thì các bạn xuôi đấy, thì các bạn cứ bạn chặt thì tay nó sẽ tự dương ra. Mình thì mình thuận tay trái đấy, thì chuyển tay đấy. Chuyển tay các bạn tháo long đen nhựa thì các bạn nhớ tháo long đen nhựa, các bạn lại chuyển sang bên bên ốc nhé, lưu ý vậy. Còn lúc nào các bạn câu xong các bạn thu gọn để máy chống cái tay nó bị gãy thì các bạn câu xong thì các bạn hơi nới tay ra một tí, ví dụ như mới câu lúc câu là bạn chặt để nó cứng như này để các bạn câu. Đó, bạn cho cứng như này để các bạn câu. Đấy. Thì lúc nào các bạn không câu nữa các bạn cái ốc này nới ra. Đấy, nới ốc này ra. Nới vừa phải. Thì sao tay này gập vào được. Đấy. Bạn gập tay này, nới vừa phải. Gập tay trong lòng này đấy, thì nó sẽ là giấu tay đi thì các bạn máy nó đỡ cồng kềnh, máy nó đỡ cồng kềnh, các bạn gập tay vào. Đây là nhiều có nhiều loại máy, máy vặn gen hoặc là máy nó có cái nút bấm ở cạnh này, các bạn bấm một cái thì nó tay nó tự gập vào đấy, nó bấm nút ở ngay cạnh này, các bạn nhìn nó có một cái nút ngay cạnh này. Thì các bạn nó sẽ gặp tay vào, lúc nào câu thì các bạn lại vặn nới ốc này ra, nới ốc này ra xong là dương tay ra, các bạn vặn lại vặn ốc, bạn chặt vào, chặt ốc vào đấy. Chặt ốc vào đấy. Vừa rồi hướng dẫn các bạn sử dụng máy, bây giờ đến các bạn cách đưa cần ra. Đây, các bạn đưa cần ra như này thì các bạn nới máy ở chế độ lỏng nhất
để các bạn lấy cước ra. Bạn muốn lấy cần ra thì các bạn, vì máy các bạn nới rồi, dây các bạn luồn lên đây rồi, thì các bạn lôi lôi ngọn trước nhé. Các bạn cầm lôi ngọn trước, đẩy ngọn lên, đẩy ngọn, tay đẩy ngọn nhưng mà tay này vẫn phải cầm cước này. Đấy, tay này vẫn phải cầm cái đầu khóa trục này. Đấy, các bạn. Đấy. Nhưng mà các bạn lôi đến đốt nào thì các bạn lôi. Đấy. Các bạn lôi thì đến đốt nào thì các bạn lấy cước đi theo. Đấy. Các bạn rút đi. Các bạn nhìn. Quay cho các bạn xem. Các bạn đến đốt, đây là đốt thứ hai rồi, các bạn lại cầm lại lôi thì lấy lại lôi lại lấy cước lại. Đấy. Bạn cứ rút cần lên, bạn lấy thì, nhưng mà bạn lưu ý cái đầu cần các bạn trỏ vào những cái chỗ trống nhất nhé, đừng đừng trỏ vào những cái chỗ nó hẹp quá. Đấy, các bạn cứ rút lên, các bạn lấy cước, tay vẫn cầm khóa, khóa trục, khóa trục của khóa linh cũng là nó. Đấy. Thì các bạn cứ lôi lại. Đấy. Đến lúc các bạn ra hết cần rồi. Đấy. Đây là ra hết tầm cần rồi. Đấy. Nếu lúc thu vào cũng vậy, thu vào thì các bạn thu từ gốc. Đấy. Thu từ gốc, các bạn xuống gốc. Đấy. Thu cần, thu cần, thu đến đâu thì các bạn lại quấn quấn cước vào đây đấy. Nếu mà thu thì tốt nhất các bạn quấn khóa linh lên gần đầu alo đấy. Còn các bạn thu đấy, khóa linh lên đầu alo, các bạn rút đốt tiếp theo ở gần đốt gốc, cái xếp xếp thứ tự. Các bạn thu vào. Một số bạn mới 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 câu thường hay rộng đầu cần như này. Đấy, rộng nó sẽ phi như này. Bạn lưu ý nếu các bạn để cần không mà không có cái chưa luồn cước vào mà các bạn rộng vậy, nó sẽ bị phi cái đầu ngọn. Một là nó đầu alo này nó sẽ cắm xuống đất, nó sẽ vỡ đá, nó sẽ làm cong đầu alo. Các bạn đừng rộng, các bạn cứ rút, cứ cầm đứng cần lên như này. Đấy. Ngọn đầu alo lúc nào cũng hướng lên trên, lên trên trời. Đấy. Thì các bạn cứ rút từ ngọn lên. Đấy, tay lúc nào cũng cầm. Đấy. Tay lúc nào cũng cầm khóa linh. Đấy. Các bạn cứ đẩy lên như này. Đẩy lên, các bạn lôi cước, tay lại cầm khóa linh, các bạn lại đẩy tiếp đốt thứ hai, cứ như vậy thì không bao giờ bị đầu alo cắm xuống đất. Đấy, lưu ý những cái bạn mới câu. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh đã dẫn các bạn sử dụng máy câu và cần câu. Hải đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang phát sinh.